Thời gian qua, Liên minh hợp tác xã tỉnh Thanh Hóa đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước đến với các hợp tác xã, tổ hợp tác, cán bộ nhân dân trên địa bàn tỉnh, góp phần thúc đẩy khuyến khích hỗ trợ phát triển nhân rộng các mô hình hợp tác xã hiệu quả. Trong 5 tháng đầu năm 2024, trên địa bàn toàn tỉnh đã có 24 hợp tác xã thành lập mới, trong đó có 11 hợp tác xã nông nghiệp, 2 hợp tác xã nuôi trồng thủy sản và 9 hợp tác xã trong các lĩnh vực thủ công nghiệp, điện năng và vận tải. Lý kế đến tháng 6 năm 2024, toàn tỉnh có 1.331 hợp tác xã đang hoạt động. Các hợp tác xã được thành lập mới đều đảm bảo theo đúng điều lệ của Liên minh Hợp tác xã Việt Nam, đồng thời đã xây dựng được kế hoạch sản xuất kinh doanh phù hợp, có triển vọng phát triển và tạo việc làm cho từ 3 đến 5 lao động trở lên.